Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về hệ thống cấp nguồn cho tủ điện công tơ tại block D, chung cư Mamiland. Nguồn được lấy từ trạm biến áp T1 qua thanh bớt nuôi có thanh 500A chuyển về tủ T1 và B1 qua máy cắt không khí 2500A cấp nguồn sang cho alternator 3 pha có dòng định mức là 800A chuyển dẫn qua thanh bớt quay cấp lên nguồn cho từ tầng 5 đến tầng 17 của lốc D và chuyển tiếp sang automat thứ hai có dòng định mức 800A cấp nguồn tiếp cho từ tầng 18 đến tầng 27 của lốc D. Thanh dẫn bớt quay được đi theo trục thẳng đứng từ phòng hạ thế tại tầng 1 lên đến tầng 27 và chia ra thành hai nhánh. Các thanh bớt quay này sẽ được ghép lại và đi qua trục kỹ thuật tại mỗi tầng. Mỗi tầng thanh bớt quay này đi qua sẽ được lắp thêm một tủ táp lọc để lấy nguồn cấp cho một tủ điện công tơ tại tầng. Sau đó cấp vào một automat 3 pha rồi chia ra cho 10 căn hộ qua các automat 1 pha cấp nguồn trước và sau công tơ điện của từng căn hộ. Trong tủ có các đèn báo pha, cầu chì bảo vệ và các cầu đấu dây mát và dây tiết điện. Sau đó nguồn cấp vào căn hộ được cấp qua một automat 1 pha và một công tơ để đo điện năng tiêu thụ cho căn hộ. Tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn hệ thống cấp nguồn cho dụng điện tầng căn hộ tại chung dự án chung cư Mamiland. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.